Thời gian gần đây, trên không gian mạng, các đối tượng chống phá đăng tải nhiều bài viết, bình luận về các vụ án được dư luận quan tâm, thủ đoạn của chúng là đánh cháo bản chất, hướng lái các vụ án sang chiều hướng tiêu cực, bôi đen chế độ. Chúng bịa ra đủ thứ và khai thác từng chi tiết nhỏ nhất để phá hoại sự phát triển của đất nước, mục đích của chúng là gây xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, từ đó kêu gọi đa nguyên đa đảng tin tới phối hợp với các tổ chức nước ngoài thực hiện các cuộc cách mạng mâu nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Có thể dẫn ra đây một vài dẫn chứng, sau khi khởi tố các nhân vật tiếng tâm như Nguyễn Phương Hằng, Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng, trong khi dư luận người dân đang đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng thì chúng lại bịa đặt, xuyên tạc rằng việc khởi tố, điều tra các bị can trên là nhằm vào doanh nhân, giới siêu giàu, tổ chức khủng bố Việt Tân rêu rao trên mạng xã hội là chiến dịch đánh tư sản bắt đầu, đại án Việt Á cũng đã làm tốn khá nhiều giấy mực của nhiều đối tượng chống phá. Chúng cho rằng vụ việc xảy ra là do dột từ nóc, do đảng không nghiêm, thậm chí còn quy chụp rằng nếu không có người đứng đầu chống lưng thì Việt Á không thể thao túng hầu hết các tỉnh thành như thế. Gần đây nhất, một con buôn chính trị chuyên nghề chống phá có tên Phương Nguyễn lại sới lên vụ án này trong bài viết có tiêu đề Tại sao trọng chính không ra tay triệt hạ hàng ổ tay sai tàu để trừ hậu họa, sau khi lu loa xuyên tạc, bịa đặt xung quanh một số đại án kẻ này cho rằng. Thực chất kit test Việt Á made in Việt Nam có cả hệ thống chính trị và cuộc lừa đảo trên diện rộng, không chỉ lừa đảo cấp quốc gia mà còn ở cấp quốc tế, tính chất gian cảnh lừa đảo nghiên cứu, chế tạo kit test Covid-19 trên quy mô lớn chắc chắn có liên quan đến yếu tố nước ngoài, chính xác là có liên quan đến tàu cộng và phe đảng giấu mặt làm tay sai cho giặc ngoại xâm tàu đóng phim nghiên cứu chế tạo kit test việt á made in việt nam và vụ lừa đảo kit test việt á có ổ tay sai của giặc tàu nhúng tay vào, truy bắt bọn giấu mặt đem kit test tàu về dựng phim việt á với Hợp học viện quân y nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm made in việt nam là triệt phá tận hang ổ băng đảng tay sai giặc ngoại xâm tàu, triệt hạ băng đảng tay sai tàu cũng có nghĩa là ngăn chặn âm mưu cướp nước việt của giặc. Nhiều người đã biết, đối với những con buôn chính trị kiểu như phương nguyễn thì. Khi có bất cứ một sự việc gì chúng đều nhảy vào xuyên tạc, bịa đặt để rồi quy chụp, còn nếu không có chuyện thì chúng dựng lên cho có chuyện, tạo thành những thuyết âm mưu nhằm công kích chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam. Trong buổi họp báo chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin. Việt Á có bốn nhóm tội danh, cơ quan điều tra đang tập trung vào hành vi sai phạm liên quan đến sản xuất, phân phối, thông đồng vi phạm đấu thầu, chi trả phần trăm, hoa hồng ngoài hợp đồng liên quan đến đề tài nghiên cứu, sản xuất kit test COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á thực hiện là kit test PCR, chứ không phải kit test nhanh, do đó bắt rượu kit test nhanh COVID-19 mà công ty Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc về không liên quan đến vụ án. Việt Á đã nhập bắt rượu kit test nhanh COVID-19 để tài trợ chứ không có chuyện trà trộn, dán tem Việt Á để bán như dư luận thời gian qua, như vậy, không có yếu tố Trung Quốc nào liên quan đến Việt Á như Phương Nguyễn dựng chuyện. Vẫn biết rằng, kích động, đầu độc quan hệ Việt-Trung là những luận điệu quen thuộc của những kẻ chống phá, nhưng trong trường hợp Phương Nguyễn thì thật quá lố, vụ Việt Á nói riêng và một số đại án nói chung đã chứng minh chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng và nhà nước Việt Nam được thực thi trên thực tế chứ không phải khẩu hiệu suông, bị dân như Phương Nguyễn và những kẻ cùng hội cùng thuyền bịa đặt.